Xin chào anh em nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay thì không phải là hôm qua, không phải là một ngày mới các bạn ạ. Vẫn là cái buổi test con diều kia các bạn, thì mình đang định đi về. Đấy, đang định đi về, chuẩn bị đi về rồi thì anh Trường anh lại vác quả siêu phẩm này ra. Quả siêu phẩm phối màu. Con này tối thì nhìn nó kiểu như dạ quang nhỉ. Tối con này nhìn nó cứ sáng sáng kiểu dạ quang. Vẫn 3m2 ấy. Vẫn 3m2. Vẫn 3m2, vẫn khung mình làm à? Vẫn khung mình làm. Vẫn 3m2, vẫn khung mình làm. Đấy. Một combo diều. Con này thì định lắp sáo vào chạy các bạn ạ. Đây sáo đây. Định lắp sáo vào chạy. Nhưng mà nó nặng quá. Nó có nghĩa là kiểu không có gió ấy. Đấy, thế đâm ra là chạy cả diều cả sáo là nó hơi bị nặng. Thế cho nên là quyết định là tháo sáo để test diều không. Đấy, tại vì không có một tí gió nào anh em biết đấy. Đây không không một cái động tĩnh nào. Anh từ từ anh mang diều lên xem à. Tranh thủ chiều tối. Đấy. Vẫn quả khung tre anh ấy làm. Quả pát này pát mấy đây? Pát 20 nữa. Pát 2. 3m2 mà pát 20 là cứng đấy nhỉ. Siêu cứng luôn ấy. 3m2 mà pát 20 là cứng mà. Cứng đấy các bạn ạ, không biết là có cứng không. Ê, cứng lắm. Vẫy nó còn chả muốn cong mà. Con này thì cõng, anh nghĩ nó cõng tầm bao lạng? Quên tầm 5 lạng rưỡi đến 6 lạng. 5 lạng rưỡi đến 6 lạng. Đấy. Con này đuôi to như thế này. Nhưng cõng tầm 5 lạng là đẹp nhỉ. Cứ tầm con này, con này chắc nó không mấy đâu. Nó càng nhẹ càng hiền diều. Nó không cõng nặng như con hôm qua đâu nhỉ. Nó chỉ tầm 5 lạng thôi. Con hôm qua ấy đuôi dài hơn. Đuôi anh để dài phải không? Đấy. Đuôi dài hơn chắc tầm 3 4 phân đấy. Ừ, thế cho nên là nó cõng nặng hơn. Nó như quả áo ấy, quả áo lần đầu mình nhìn thấy quả áo ở trong ấy nhỉ. Trông cái này nó cũng gọi là phối màu mà. Cũng xương cá này. Cũng phối màu xương cá nhưng mà trông nhìn nó sáng nhỉ, trông đẹp phết này. Màu mới lạ lạ hơn. Đấy. Như con này cả diều cả sáo với anh bán bao tiền? Chắc là tầm 3 triệu. 3 triệu. 3 triệu cả diều cả sáo là con diều 3m2 rơi vào tầm 1,5 triệu. Dàn sáo kia 1,5 triệu là 3 triệu anh em mua quá tốt luôn. Bò phải không? Đấy, giới thiệu xong con diều này. Bây giờ mình sẽ đưa anh em ra cái dàn sáo này. Chủ yếu trong cái video này là mình muốn ấy, anh Trường anh ấy muốn review bán thanh lý cái combo này. Để anh ấy lên combo diều to hơn để chơi các bạn. Bây giờ trời khá tối rồi. Đây một dàn bò D50. D50 có số luôn các bạn ạ. Số đâu nhỉ? À đây. Số D50 luôn. Số 50 à. Của sáo của nghệ nhân Vũ Văn Dương đời đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quả. Đấy. Bác nào có nhu cầu mua cả cái combo này thì có thể liên hệ trực tiếp với anh Trường luôn. Không phải liên hệ qua mình làm gì cho nó ấy, cho nó xa xôi. Con này không biết kêu nhỉ. Con này nó gọi là B. Đàn B. B non. Con này B non. Đấy. Con này thì kêu thì gọi siêu gắt rồi. Cái tầm mà bò D50 này là nó kêu thì gọi ôi dồi ôi luôn. Nó càng to thì nghe nó càng phá làng. Và phá làng thì đồng nghĩa với cái việc là mình hay bị mất lòng làng xóm các bạn ạ. Đấy. Và ngay sau đây thôi thì mình sẽ đưa các bạn ra chỗ anh Trường cầm diều để đâm, còn mình đi cầm dây các bạn ạ. Em đau bụng từ lấy giờ. Đường ba kéo rồi. Nào. 2 3. Ui. Lên quá hiền. Từ từ đang đau xong. Kéo đi.
Ôi, đau bụng quá. Lùi lùi lại tí đây phát anh bài. Đau bụng quá. Hả? Cái gì? Anh em ơi, con diều này nếu mà đâm dài một tí nó lại lên này. Bây giờ mình kéo nó còn đang có độ nặng này, nó vẫn đảo lên đấy. Em quay, ra được sau quay. Kéo tận tay. Con này mình sẽ cố gắng chinh phục kéo tận tay các bạn. Cố gắng, mình sẽ cố gắng đứng im tại chỗ và kéo tận tay. Đã. Lùi để chạy á. Em sẽ cố gắng anh ạ. Đây rồi. Ui, thoải mái. Ôi ôi. Ôi, vậy là mình kéo được tận đây anh em ạ. Coi như con này đâm dài tí là lên. Đâm dài tí là lên anh ạ. Nhẹ rồi. Nhẹ gió cực luôn con này. Quên để cánh thẳng quá nó. Vâng. Nó tuôn hết mẹ mất. Không phải, nhưng con này quá nhẹ gió này, quay bên này về nhìn nó còn sáng sáng tí. Ui. Con này theo cái cảm nhận cá nhân và đánh giá như một cái thằng chơi diều không chuyên nghiệp như mình thì nó khá là nhẹ gió. Đây các bạn có thể nhìn con diều đây và chân dung con diều. Khá là nhẹ gió luôn. Tại vì chạy cảm giác nó vẫn vươn lên mà. Nó vươn lên mà kiểu nó muốn đòi dây ấy. Dây nó ngắn, đâm dài lên này. Thế sao bên dưới không có tí gió, làm sao lên trên nó vươn ghê. Cảm giác có gió cơ. Cảm giác có gió vươn cơ mà. Em chạy em biết mà. Quá dã man luôn. Cả diều cả sáo combo này 3 triệu. Anh em lấy về thì cũng quá hợp lý luôn. Nhưng mà combo này không dành cho học sinh, mình nghĩ không dành cho học sinh. Siêu cứng. Mà anh em vào chơi thì phải biết giữ nữa. Những combo chơi như này mà để nó bổ liên tục thì không mấy mà vứt. Quá dã man, quá ngon con diều này, phải nói là được. 3 triệu. Nhưng 3 triệu đối với mình thì cả là cả vấn đề các bạn, chứ được cho nên là không lấy được. Đấy. Dành nhường cho tất cả những anh em chơi diều to, tay to. Nhưng của bò này thì mình chưa được nghe. Chưa được nghe con bò này. Có khả năng là ngay bây giờ thì mình sẽ cầm con bò này mình đi xe và test âm cho các bạn nghe nhá. Ok tất cả anh em đợi mình một tí để bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi test âm con bò này nhá. Ok các bạn. Đấy test xuống đây này, dài này. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đưa anh em đi test đàn bò nhá. Nào, tít ạ. Danh con này kìa, dàn cháo này đối với mình gọi con này là ông danh con, ông cánh con. Bé tí hơn con nhưng mà có võ phết nhỉ, D50 mà kêu già phết đây. Có bé đâu, anh em nghe lại phát nữa nhá. Mời tất cả anh em cùng nghe lại.
Anh Trường ơi, cái dàn này, cái dàn này anh thả bao giờ chưa? Thả mấy lần rồi. Có bao giờ thấy nó bị líp chưa? Ít khi, nó thả. Em chạy em không thấy nó líp. Mà chạy thấy âm nó kêu, nó chưa hết lực được. Không dám chạy nữa. Định chạy nữa nhưng mà hết đường rồi. Con này ăn tiếp là có nghĩa là gió càng to càng kêu to à? Gió bé nó kêu mà. Gió bé vẫn kêu rồi. Nhưng mà con này có gửi âm này. Con này khả năng bao gió ấy nhỉ. Thoải mái ấy nhỉ. Kêu được tương đối. Quá dã man luôn các bạn ạ. Phải nói là combo cả diều cả sáo này 3 triệu thì đúng là quá hợp lý luôn. Hơi nóng hơi mệt. Chơi cái bộ môn này là hơi bị mệt. Mới vào là khoái nhưng thả mà mấy hôm không có gió này mệt. Mà chơi diều sáo này là không dành cho những bác cục xúc tính nhá. Kiểu cục thả không lên mà không có gió vác diều ra thả không lên là hay kiểu đập sáo mới lại bẻ diều, mình nhìn thấy nhiều trường hợp lắm. Ok em. Cảm ơn tất cả các anh em đã xem video của mình từ đầu đến giờ. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu mà lấy cái combo này thì liên hệ tiếp trực tiếp với lại anh Trường luôn. Đấy, số điện thoại thì mình sẽ tiếp tục mình để dưới đường link mô tả của video nhá anh em nhá. Đấy, lại liên hệ với anh Trường để sở hữu được những combo diều đẹp sáo hay như thế này. Đấy, sáo này thì của nghệ nhân Vũ Văn Dương đời đầu. Thế cho nên là chỉ trước các thứ nó cũng rất là bình thường, nó theo thời từ ngày xưa ấy. Nó không chỉ chủng gì như là kiểu chỉ mây cái thứ bây giờ. Nhưng mà đổi ngược lại đúng không? Chỉ mây mấy cái thứ bây giờ thì nó lại không có cái giá này. Đấy. Một dàn D50 mà âm ngon như này thì nó lại không có giá như này. Miệng này cũng khá là lồi chứ không đến mức tẹt. Anh Dương này, miệng này chắc là miệng tự tay làm chứ anh nhỉ, chứ không phải CNC phải không? Cái miệng là từ thời đầu CNC sao? Ừ, đấy. Em thấy mua lồi phết này. Ok. Bye bye tất cả anh em nhé. Anh em cảm thấy video mình hay nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh và chia sẻ kênh nhá. Bye bye.